Ngọc Anh xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới quý vị một căn nhà giá hiện tại tính đến ngày 7 tháng 3 là rẻ nhất tại phường Phú Lương. 2 tỷ 450 triệu với một căn nhà 4 tầng xây mới, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn. Vị trí ngôi nhà này tương đối là gần với trường Đại học Đại Nam, gần với trục đường quốc lộ 21B. Thiết kế của ngôi nhà thì nằm ở trong khu dân cư đông đúc, 4 tầng xây mới, diện tích 30m2, xây 4 tầng. Thiết kế chuẩn chỉnh mặt tiền của ngôi nhà 3m2 và nằm ở trên mặt ngõ nhà nước. Tuy nhiên, ngõ này không phải là ngõ thông và cách với lại 50m là ra tới đường ô tô đi lại được. Ô tô đi lại được, tránh với lại khác với lại trục chính nha mọi người. Và với căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết theo đúng như hiện trạng là quý vị có thể dọn đồ về ở ngay. Vị trí ngôi nhà này gần với Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, gần trường mầm non cấp 1, cấp 2, cấp 3, cao đẳng đại học trung cấp, nói chung là giao thông đi lại thuận tiện. Quan trọng sổ sách pháp lý rõ ràng và quan trọng tiếp theo là hiện tại nó là căn nhà bán rẻ nhất tại phường Phú Lương tính đến bây giờ, tính đến ngày 7 tháng 3 năm 2024 quý vị nha. Và thiết kế của ngôi nhà thì ở tầng 1 của ngôi nhà thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm Việt Pháp. Thiết kế của ngôi nhà có như thế nào thì em sẽ quay review cho quý vị như vậy, cho nên quý vị cố gắng xem từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 đến từ đầu đến cuối video để có cái sự nhìn nhận khách quan về căn nhà. Căn nhà này thì có lỗi phong thủy không? Không, nó không gần đình chùa miếu mạo cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm, cũng không gần với lại nhà thờ lớn. Nói chung là thiết kế của ngôi nhà thì tương đối là ổn, nằm ở trong khu dân cư đông. 3 căn bán 2 và còn 1 thì chắc chắn pháp lý rõ ràng, và đặc biệt hơn thì nhà nào cũng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, cho nên về mặt pháp lý thì quý vị hoàn toàn yên tâm. Tầng 1 của ngôi nhà hiện tại Ngọc Anh đang đứng ở đây là phòng khách này, phòng bếp, một phòng vệ sinh với phần hoàn thiện cơ bản xong hết, chuẩn chỉnh 100% rồi. Phần gạch này, phần thiết bị vệ sinh này, phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng mọi người nha. Đây. Nói chung với cái công năng sử dụng 30m xây 4 tầng thì thực tế luôn, để mà tối ưu tuyệt đối thì không thể, nó không thể phân một phòng khách riêng, một phòng bếp riêng được, mà nó sẽ dùng chung trên một mặt sàn như thế này. Đó. Còn nếu như mà những cái căn mà phòng khách riêng, phòng bếp riêng thì trên kênh có rất nhiều, tuy nhiên với cái mức giá này thì không có đâu mọi người ạ. Tầng 1 đây, phần phòng bếp thì chủ nhà thiết kế và hoàn thiện cho quý vị xong hết. Phần tủ bếp thiết kế toàn bộ là củ gỗ, tủ gỗ. Xung quanh bếp thì ốp kính, ốp bếp, rồi là phụ kiện bếp, mặt bếp, nói chung là lắp xong hết, chỉ việc dọn đồ về ở. Tầng 1 thì thiết kế thêm một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, máy bơm nước lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế là gỗ, mặt bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Vị trí nhà thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nó gần với lại chợ Xóm, gần trường Đại Nam, gần với lại trục đường quốc lộ 21. Nhưng Ngọc Anh đã chia sẻ và nó cũng rất là gần với bến xe Nghĩa. Tính từ vị trí ngôi nhà này mà tới bến xe Nghĩa thì nó sẽ phạm vi bán kính khoảng tầm gần 3 cây. Mọi người muốn tìm hiểu thì cứ liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt để được tư vấn, đi xem nhà và chọn lựa cho mình căn nhà ưng ý. Sau đây mời quý vị theo em lên khám phá tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và hiện tại em đang đứng ở phần cầu thang đi lên tầng 2 của ngôi nhà. Căn nhà này thì tầng 2, 3 thiết kế giống nhau, mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng như thực tế. Và trong phòng ngủ thì được chủ nhà thiết kế sàn gỗ, cửa thông thoáng, hệ thống trần, thạch cao, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Phòng ốc thì vuông vắn, nhà vuông, không lỗi, không thấp hậu, quý vị yên tâm. Mặt hậu, mặt tiền, mặt tiền, mặt hậu như nhau, bằng nhau. 3m2. Đây, cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh, thiết kế đều là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Chắc chắn là quý khách hàng sẽ hỏi là tại sao không thiết kế cửa gỗ? Gỗ thì cũng có nhiều loại, nhưng mà bây giờ đa phần để mà nói về độ hiện đại cũng như là về cái giá thành đánh vào trong ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế làm sao để lên một ngôi nhà nó lên cái giá thành mức giá hợp lý nhất, và với cái chất lượng này thì nó cũng bền tương đương với lại gỗ, thậm chí nó còn bền hơn cả gỗ mọi người ạ. Bởi vì cái khí hậu miền Bắc đôi khi nếu mà dùng gỗ nó sẽ bị nồm ẩm, còn với cái chất liệu này thì cứ yên tâm mà sử dụng thôi. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng trong tầng 2, tương đối sâu và rộng. Với phòng vệ sinh này thì đầy đủ bồn cầu, bình nóng lạnh, hệ thống sen cây, và trong phòng vệ sinh thì chủ nhà ốp gạch lên gần trần này, rất là sạch sẽ. Và phòng vệ sinh thì đây, quý vị có thể nhìn khoảng cách Ngọc Anh đứng ở đây tương đối là rộng và thoáng. Lavabo, hệ thống điện nước đầy đủ, hồ sơ điện nước rõ ràng. 3 căn
ba cuốn sổ đỏ khác nhau, đồng thời hồ sơ điện, hồ sơ nước của ba căn là khác nhau, độc lập từng căn, cho nên quý vị yên tâm. Điện thì sử dụng điện lực EVN Hà Nội, nước thì sử dụng nước sạch sông Đà, vậy cho nên là quý vị mua về là ở ngay, và cái giá thành thì là giá sử dụng là nhà dân rồi. Đây là phần tầng 2, vậy thì mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và Ngọc Ánh đang đi lên phía tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà thì nó sẽ khác hơn một chút so với tầng 2. Khi mà bước chân lên tới đây thì chắc chắn là quý vị cũng sẽ có sự nhìn nhận. À, nó khác ở đâu đúng không ạ? Với tầng 2, phòng vệ sinh đặt ở phía bên trong, và tầng 3, phòng vệ sinh đặt ở phía bên ngoài. Đây, chúng ta sẽ vào phòng vệ sinh trước. Phòng vệ sinh ở phần tầng 3 thì thiết kế tương tự như tầng 2 thôi, giống thôi. Nhưng với tầng 3 và tầng 2 thì chủ nhà để vị trí phòng vệ sinh một bên ngoài và một bên trong. Đó, cầu thang đi lên, hành lang vào tương đối. Phòng ngủ ở phần tầng 3 đây. Tầng 2, tầng 3 như nhau. Căn nhà này thì quý vị mà có con em nào đang học ở trường Đại học Đại Nam này, học ở trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại này, vừa muốn đông dân cư này, vừa ở vừa đầu tư, vừa có thể cho thuê này, và với cái giá trị hiện tại bây giờ thì sau này thanh khoản cũng rất là dễ. Sàn gỗ này, sơn màu trắng này, hệ thống trần thạch cao này, thiết bị chiếu sáng lắp đặt đầy đủ, công năng sử dụng hợp lý cho một hộ gia đình. Đây là phần tầng 2. Mời quý vị đừng rời mắt khỏi video bởi vì tầng 4 sẽ ngay sau đây thôi. Và Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Giữa các cầu thang hành lang đi lên thì ở đâu cũng có một cái ô cửa sổ thoáng như thế này. Tầng 4, đồng thời chủ nhà thiết kế cho quý vị một ô dính trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và thiết kế tiếp theo của phần tầng 4 vẫn là một phòng riêng siêu rộng giống như tầng 2, tầng 3. Thì với cái căn phòng này, chủ nhà thiết kế nhằm mục đích là nếu như quý vị nào mà muốn thiết kế phòng thờ thì có thể ngăn ra, hoặc là nếu như quý vị ở ít người thì quý vị có thể để đây làm phòng làm việc, tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Riêng ở trên phía tầng 4 thì chủ nhà không lát sàn gỗ mà đây là lát gạch gỗ mọi người ạ. Đó, phần còn lại sân phơi. Đây là sân phơi của ngôi nhà, nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý, 4 tầng đổ trần cả 4. Nói chung là nhà có sao thì Ngọc Ánh luôn quay review cho quý vị cụ thể là như vậy. Ở dưới phần bình luận miêu tả em sẽ để chi tiết rõ ràng cụ thể hơn. Mời quý vị bấm ở phía dưới để xem rõ về thông tin. Và muốn liên hệ trực tiếp để đi xem nhà thì liên hệ ngay với lại Nhà Tốt Ngọc Ánh theo hai số điện thoại duy nhất ở trên phía màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.